Kính thưa quý vị, có thể nói tất cả những vị dân cử của Đảng Dân Chủ đã đồng loạt đứng lên nhiều lượt trong những cái lúc mà Tổng thống Obama đưa ra những vấn đề, và ngược lại thì lúc đó ông Chủ tịch Hạ viện Warner vẫn ngồi yên tại chỗ. Thưa quý vị, về những điểm mà thành quả ông Tổng thống Obama đưa ra thì Đảng Cộng Hòa có cảm thấy khó chịu hay là họ cũng đồng tình với những cái thành quả như vậy, thưa quý vị? Dĩ nhiên họ cảm thấy khó chịu chứ anh. Chúng ta đừng quên nhắc là một chuyện nữa mà ông Thành Quả nói với người Mỹ gốc Việt nói riêng, đó là ông làm một chuyện mà ông để một cái dấu ấn cho người Mỹ gốc Việt chúng ta có một dấu ấn rất lâu trong trong phía bên nước Hoa Kỳ, là ông bổ nhiệm được bà thẩm phán Jacqueline Nguyễn là một chánh án của quận hạt kháng án Hoa Kỳ vùng số 9. Chúng ta không có một người gốc Việt nào mà làm giống như bà Jacqueline Nguyễn, tại vì cái chức vụ đó chức vụ suốt đời, qua nhiều đời tổng thống luôn. Và bà Jacqueline Nguyễn có thể là một những ứng cử viên có thể lên được trong vấn đề tối cao pháp viện Hoa Kỳ, tại vì khi mà họ lựa thẩm phán đó thì thường thường họ lựa ở những cái địa hạt đó. Cho nên đó là một cái thành quả tôi nghĩ đối với lấy điểm với cộng đồng Việt Nam thì ông ta có. Thế thì thưa ông luật sư Đỗ Phủ, với một người như bà Jacqueline, bà Jennifer chắc Jacqueline Nguyễn này. Jacqueline Nguyễn ở cái chức vụ là chánh án của kháng án, tòa kháng án, liệu có đủ để nói rằng ông ta quan tâm đến người Mỹ gốc Việt chúng ta nhiều hơn những vị tổng thống khác không? Tại vì chưa có tổng thống nào bổ nhiệm một người Mỹ gốc Việt cả vào cái chức vụ đó, nhất là thẩm phán lâu dài, thì so với những tổng thống trước đây thì tôi nghĩ ông Obama làm nhiều nhất. Bây giờ những tổng thống sau này mình chưa biết. Tại vì nếu mà anh có bổ nhiệm một người như Việt Đinh đó, cũng chỉ là 2 năm là tự động rút dù rồi. Tại vì anh không để lại cái dấu ấn nào cả. Nhưng mà cái này là vấn đề là suốt đời của bà Jacqueline Nguyễn. Thế thưa cựu thẩm phán Nguyễn Cần, đến bây giờ thì cái tai của những vị ứng cử của về dân cử của Đảng Cộng Hòa có nóng lắm không, thưa ông cựu thẩm phán? Thì mình nhìn cái mặt ông Warner ngồi phía sau lưng tổng thống đó, thì mặt ông là sao, là Đảng Cộng Hòa nó như vậy, anh thấy ngồi từ đầu đến cuối không đứng dậy bao giờ cả, mặt Cũng có lúc ông luôn đứng dậy chứ. luôn mặt mặt thì cúi sầm xuống. Một một cái nữa mà ông Warner ông làm đó anh, mà chắc cựu thẩm phán Nguyễn Cần cũng thấy là như thế này: chính sách Obama là ông giải quyết về vấn đề đối ngoại nha, riêng về đối ngoại muốn giải quyết cái vấn đề khủng bố luôn, cả vấn đề Palestine, và luôn cả chuyện Iran nữa, tức là không có muốn muốn anh Iran là một phần nào đó đồng minh với Hoa Kỳ trong lúc này để đánh cái anh ISIS. Bằng lý do đó đó, Tổng thống Obama mới nói chuyện với Iran và đưa đến vấn đề mà thương thuyết về vấn đề những cái vũ khí, vấn đề nguyên tử là chỉ xài cho cái chuyện nó gọi là cái chuyện mà vấn đề mà bảo vệ, vấn đề mà điện lực của họ thôi, chứ không energy thôi, năng lượng thôi, chứ không phải để cho xài vũ khí. Thì bên Cộng hòa đó họ thấy ông Obama ông lấy trước rồi, giờ ông cách gì làm hết trơn á, họ đi mời ông Netanyahu, ông Do Thái. Chắc là chúng ta sẽ nhờ nhờ quý vị phân tích cái vấn đề đó một cách rõ ràng hơn. Nhưng mà đến bây giờ thì chúng tôi muốn nói đến cái vấn đề khi ông ta đề cập đến cái công việc làm. Thì thưa quý vị, là ông ta nói rằng là ông ta sẽ khuyến khích và tạo nên những cái điều kiện thuận lợi cho tất cả các đại công ty. Việc trước tiên là ông ta cấm không tất cả những cái đại công ty tập đoàn không được khai phá sản. Thế tại sao như vậy thưa anh Đậu Phụ? Tôi nghĩ là một trong những cái mà khai phá sản đây là không khai phá sản mà giật tiền người ta. Tại vì những đại công ty khi mà khai phá sản, anh biết không, tất cả những cái tiền đầu tư của vấn đề mà nó gọi là retirement plan của người Mỹ đó, chúng ta luôn đó, là cái pension plan của mình á, những người mà bỏ vào IRA nè, mà thường thường những cái IRA hoặc là 401k mình nó vô những công ty, đại công ty Hoa Kỳ, nó qua hình thức mutual fund. Nhưng đó là những đại công ty. Nếu mà anh để một đại công ty, tôi ví dụ như là stock của anh trong công ty McDonald đi, nó khai phá sản thì cái lòng tin của dân Hoa Kỳ nó mất nhiều lắm. Cho nên cái luật nó đưa ra có một số giới hạn thôi, để cho cái lòng tin của người dân họ có, họ tiếp tục họ đầu tư. Và chúng ta cũng thấy là những người nào mà đã đầu tư thị trường chứng khoán đó từ thời Bush á, là 7.000 điểm, bây giờ lên tới gần 16.000 điểm này. Chắc cái này thì phải nhờ ông cựu thẩm phán Nguyễn Cần. Thưa ông cựu thẩm phán Nguyễn Cần, khi ông Tổng thống Obama đưa ra một cái chính sách mới là ông sẽ đem cái công việc trở lại Hoa Kỳ thay vì đưa ra Trung Quốc như tất cả những lần trước đây, mà thập niên trước đây mà chúng ta từng nghe nói đến về sự phát triển của Trung Quốc, liệu ông Tổng thống Obama có làm được không, thưa ông cựu thẩm phán Nguyễn Cần? Không phải tôi trả lời mà bà DeLora của Connecticut, ông nói xong là bà nói ngay. Ông nói, ông Obama nói như vậy không làm sao mà làm được, bởi vì nhân công ở Mỹ giá rất cao, nếu như mà mình đem về ở đây thì cái giá thành nó sẽ lên, và với một cái giá thành lên cao như vậy thì mình bán hàng cho ai? Anh này, cái thứ nhất đối với Trung Quốc bà ta nói như vậy, anh thấy với Trung Quốc thì làm như vậy. Bây giờ nói rằng là bây giờ ví dụ ở đây thuế cũng cao nhé, giá nhân công cũng cao nhé, bảo hiểm cũng cao nhé, còn vô trong cái giá thành sản phẩm nó sẽ rất cao. Cái thứ hai là cái vấn đề thị trường, ví dụ sản xuất ở Trung Quốc, sản xuất ở Ấn Độ có thể bán được, nhưng sản xuất tại Trung Quốc có thể bán ngay tại chỗ là có thị trường ở đó luôn.
Tôi ví dụ như tôi thường nói về cái iPhone thôi á, họ công bố tài liệu ngày đầu tiên ở Mỹ bán 68 triệu, bán ở Trung Quốc 78 triệu cái. Như Walmart chẳng hạn, mở cái xưởng ở đó rồi đem những cái đồ về bán đây, nhưng mà có ngay 100 cái siêu thị ngay tại ở đó bán đi liền và qua mở siêu thị ở Nhật Bản nữa. Thì hai cái yếu tố, thứ nhất là giá sản phẩm nếu cao, ngay ở trong Hoa Kỳ đừng bảo không bán được chứ đừng nói bán ra ngoài quốc. Cái thứ hai là thị trường đưa ra như vậy, nó có thị trường tăng lên. Thì cái bà để lộ ra bà nói như vậy thì tôi nghĩ là có lý. Thế thưa luật sư Đỗ Phủ, như vậy nếu nói theo lời như cựu thẩm phán Nguyễn Cần thì như vậy không nhẹ Tổng thống Obama cho dân chúng Mỹ ăn bánh vẽ sao? Cái chuyện đó tôi không đồng ý bà, tại vì vấn đề mà kinh tế là nó có hai cái khác nhau. À, tôi nói ví dụ điển hình thôi, tại vì nhiều người đưa ra. Chẳng hạn như chúng ta nói về, nếu mà nói về và sản xuất ở Mỹ mắc đó, chúng ta thử đem một công nghệ lớn của Hoa Kỳ. Một cái hãng xe rất là thành công ở Mỹ là hãng Tesla. Hãng đó bây giờ anh mua cái xe phải đợi 6 tháng mới có chiếc xe, hoặc là 3 tháng có chiếc xe. Sẽ hoàn toàn sản xuất tại Hoa Kỳ. Giá không mắc so với những xe khác, có chăng là hơn chút xíu thôi. Nhân công Hoa Kỳ đủ. Và thứ nhì nữa đó là vấn đề mà kỹ sư ở Hoa Kỳ đó là cũng cung cấp bây giờ là bị thiếu ở Hoa Kỳ chứ không phải là dư nữa. Và thứ ba là những công ty chẳng hạn như Microsoft trước đây họ có mang một số phần ngành chất xám qua Ấn Độ để họ làm cái chuyện mà giải quyết chuyện mà technical đó, bây giờ bắt đầu họ trở lại, họ mang lại Hoa Kỳ. Cái vấn đề ở đây là bà nói bà thiếu tự tin. Thứ nhất đó là dân Hoa Kỳ đó là cái tay nghề họ cao, không phải cứ đông nhân công như ở Việt Nam hoặc như Trung Cộng. Nhưng cái vấn đề là anh có đủ sản xuất ra cái số lượng trí thức để làm cái công việc đó hay không. Khi anh có cái trí thức đông đó thì anh có những chất xám để anh cho những người khác họ làm việc và anh giảm thiểu được, tại vì do cái đầu óc của anh. Bên Trung Cộng chỉ có vấn đề nhân công thôi. Và nhân công chúng ta phải nhớ là Trung Cộng họ dùng những cái nhân công đó. Tại vì khi mà anh qua bên Trung Cộng chẳng hạn như anh điêu á, anh lấy một cái hợp đồng đó là anh phải ký với chính phủ Trung Cộng. Và chính quyền Trung Cộng trả người dân họ chết đói, họ lấy cái tiền dư đó họ bồi bổ cho cái tiền trong cái túi công ty quốc doanh của họ. Và tiền quốc doanh đó họ dùng họ đánh mình đó. Bà này bà nói một mà không nói hai. Tức là chỉ biết một đường thôi mà không nói hai đường. Và công ty Apple đó cũng không có bằng chứng nào chứng minh là Apple mang về Hoa Kỳ đó thì cái chuyện này giá nó cao hơn. Cái vấn đề là họ, những người đầu tư họ ham rẻ và họ nghĩ rằng Trung Cộng làm được như vậy. Bây giờ Trung Cộng nó có những cái vấn đề riêng của vấn đề mà nhân công họ cũng bị phá giá, vấn đề mà nghiệp đoàn lao động không có, chưa kể là vấn đề mà nô lệ ở bên Trung Cộng nữa. Cho nên những sản phẩm bắt đầu trở lại Hoa Kỳ. Và một những cái mà tôi nghĩ là Cộng Hòa làm kỳ đà cản mũi đó là vấn đề thuế. Tại vì nếu mà Tổng thống Obama làm được một cái là cho cái tax free đó, những cái tiền ở nước ngoài mang về đó, thì những công ty nước ngoài họ sẽ mang tiền vào lại Hoa Kỳ và họ tiếp tục đầu tư ở Hoa Kỳ. Nó những có nhiều sản phẩm Hoa Kỳ đó làm bán rất được. Chevy Volt chẳng hạn là một cái xe điện, đâu cần phải làm nước ngoài, vẫn xe vẫn rẻ và vẫn chạy bằng điện được. Cho nên cái chuyện của bà kia nói là bà không đúng. Người ta nói cái vấn đề mà đem hàng từ đem cơ sở từ ngoài quốc về, có thể nó chuyển qua một quốc gia khác, sẽ đến một cái giai đoạn như vậy, chứ không phải là làm ở Trung Quốc hoài. Ví dụ như Mỹ muốn chuyển qua Ấn Độ nhưng mà thị trường nó không có. Mỹ muốn chuyển về Mexico gần hơn nhưng mà thị trường nó không có. Nhân công có thể ngang nhau nhưng mà thị trường nó không có. Còn kỹ thuật thì chính Mỹ đem qua, ngay cả cái máy may không Mỹ cũng đem qua Trung Quốc. Anh thấy thì ngay cả nguyên liệu không á, vải không á cũng đem qua. Nhưng mà tại cái vấn đề nhân công và thị trường cho nên họ phải làm như vậy. Có thể trong 5 năm nữa, 10 năm nữa, chứ còn nói 3-4 năm thì không có. Thì vấn đề đó nó sẽ chuyển đổi khác. Ngay công ty Walmart họ cũng nói là bây giờ họ sẽ không có bớt nhập đồ của đồ Trung Cộng nữa. Tại vì ai cũng thấy cái vấn đề đó rồi. Cho nên cái chuyện là chúng ta phải nhớ là Đảng Cộng Hòa như thế này. Đảng Cộng Hòa là họ đại diện cho tư bản. Anh là người đầu tư, anh là người tư bản thì anh muốn lúc nào cũng maximize lợi nhuận. Nhưng mà thưa xin phép luật sư Đạo Phủ, tôi xin hỏi quý vị một câu rất ngắn mà chúng ta không còn nhiều thời giờ. Thế khi ông nói đề cập đến 1% của những người giàu nắm đa số cái tài sản của 99% kia, thì liệu ông có san bằng được cái hố ngăn cách giữa người giàu với người nghèo bằng cách đánh thuế những người giàu nhiều và sử dụng những cái tiền đó cho người nghèo được không, thưa quý vị? Hoa Kỳ sẽ không bao giờ là một nước cộng sản. Nhưng mà Hoa Kỳ sẽ là một nước mà lúc nào cũng sẽ mà kiếm cách để họ nâng tầng lớp trung lưu lên. Anh chỉ có một cách duy nhất anh nâng cái tầng lớp trung lưu lên đó là anh đánh thuế người giàu nhiều hơn và anh chia cho người nghèo. Thì nhiều người bảo cái đó là cộng sản, nhưng mà thật sự Hoa Kỳ nó có lâu rồi. Cái vấn đề chính là nhà giàu nó sợ nhà nghèo làm loạn cũng phải không nữa, cho nên anh phải cho người ta ăn chứ. Thứ nhì nữa đó, anh nâng lên đó thì anh cái kinh tế anh mạnh hơn, tại vì cái thành phần trung lưu nó lên. Cái chuyện đó là cái chuyện mà tôi nghĩ là những người giàu là những người may mắn, họ có được vào cái thành phần đó để họ trả thuế. Thì cái chuyện mà họ có đóng lại một chút để phía dưới họ đừng nổi lên đó. Cũng là khi tôi qua đây á, nghe khi tôi qua mới qua đây năm 90 thì tôi thấy thuế lũy tiến á, thuế lợi tức á,
cao nhất là 85%. Anh thấy không? Họ đánh như vậy, nhưng mà những thời gian sau họ bắt đầu giảm xuống. Thì họ nghĩ rằng với một cái mức giảm như vậy thì cái số đầu tư nó sẽ cao lên. Và cái đầu tư cao lên thì cái lợi tức thu vô nó vẫn như vậy. Thành ra vì vậy họ mới đưa xuống, bây giờ chưa tới 49% đâu. Vâng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một vài trong những vấn đề mà chúng ta cần biết đến qua bài diễn văn liên bang của Tổng thống Obama. Và đặc biệt trong phần tới chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ qua bài diễn văn của Tổng thống. Và quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.